Mời quý khán giả đến với bản tin Nhìn ra thế giới của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 vừa diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Năm nay, lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại một quốc gia Nam Á. Đây cũng là sự kiện ngoại giao hoành tráng nhất, quy tụ đông đảo lãnh đạo thế giới nhất được tổ chức tại Ấn Độ trong vòng 40 năm qua. Chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay không chỉ thảo luận những vấn đề kinh tế, chính trị như những hội nghị trước, mà còn mở rộng sang vấn đề biến đổi khí hậu, mất an ninh năng lượng và lương thực, xóa nợ quốc tế và đánh thuế các tập đoàn đa quốc gia. Hội nghị cho thấy những nỗ lực ngoại giao của Ấn Độ đã thành công khi các nhà lãnh đạo đạt được tuyên bố chung ngay trong ngày đầu tiên diễn ra hội nghị. Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay có sự tham dự của hơn 30 nguyên thủ quốc gia và quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu, cũng như những nước khách mời và 14 người đứng đầu các tổ chức quốc tế. Với chủ đề Một thế giới, một gia đình, một tương lai, Ấn Độ mong muốn hội nghị thượng đỉnh tại New Delhi tập trung vào phát triển bền vững, cũng như các biện pháp nhằm lan tỏa tăng trưởng kinh tế đồng đều hơn giữa các nước phát triển và đang phát triển. Ngay trong ngày đầu tiên của hội nghị, các nhà lãnh đạo đã đạt được đồng thuận về tuyên bố chung của hội nghị gồm 83 đoạn. Tuyên bố chung nhấn mạnh tới tầm quan trọng của duy trì an ninh lương thực và năng lượng, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động bất lợi mà xung đột địa chính trị đang gây ra, qua đó làm trầm trọng thêm tình trạng mong manh về kinh tế và xã hội hiện tại. G20 cũng đã đề ra các biện pháp thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường kinh tế và tài chính, giải quyết những thách thức của thế giới hiện nay. Việc hội nghị thượng đỉnh G20 đạt được một tuyên bố chung trong ngày đầu tiên của hội nghị, sớm hơn một ngày so với kế hoạch, được xem là thắng lợi bất ngờ của Ấn Độ và cũng là một bất ngờ đối với những ai theo dõi sự kiện này. Trong một số cuộc họp thượng đỉnh trước đây, việc G20 ra được một tuyên bố chung đã từng là vấn đề khó khăn, có những lúc gần như đổ vỡ. Đó là bởi thượng đỉnh G20 hiện nay đã không chỉ gói gọn trong các vấn đề kinh tế toàn cầu mà còn mở rộng sang cả vấn đề chính trị, trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực hàn gắn những bất đồng và sự xói mòn lòng tin. Vai trò của G20 thực sự nổi lên trong cuộc khủng hoảng tài chính hồi năm 2008, khi ấy G20 được nâng cấp lên thành các cuộc họp thượng đỉnh, đã tạo ra một cơ chế quan trọng để phối hợp giữa các ngân hàng trung ương và hệ thống tài chính của các nước thành viên. Vào thời điểm đó, các quốc gia G20 đã đồng ý chi 4.000 tỷ đô la Mỹ để vực dậy nền kinh tế thế giới, cắt giảm các rào cản thương mại và thực hiện cải cách hệ thống tài chính. Trước khi hội nghị lần này diễn ra, giới chuyên gia lo ngại rằng việc G20 đạt được một tiếng nói đồng thuận như đã từng tạo ra hồi khủng hoảng năm 2008 sẽ không phải là chuyện dễ dàng, bởi vẫn tồn tại những bất đồng. Tuy nhiên, nước chủ nhà Ấn Độ, một quốc gia luôn đi đầu trong phong trào không liên kết, với lập trường trung lập trong nhiều vấn đề của thế giới ngày nay, đã phát huy vị trí thuận lợi của mình và nỗ lực vượt qua thách thức để tìm kiếm tiếng nói chung giữa các quốc gia, đồng thời cũng tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển trong việc ra quyết định toàn cầu. Để đạt được sự đồng thuận về tuyên bố chung, đã có những cuộc đàm phán rất khó khăn diễn ra không ngừng nghỉ trong vài ngày. Và tôi thực sự cảm thấy rằng cuối cùng nó đã được giải quyết nhờ sự lãnh đạo của Thủ tướng Modi. Nước chủ nhà Ấn Độ gọi đây là tuyên bố chung lịch sử, cho thấy các quốc gia sẵn sàng gạt bỏ bất đồng để hướng đến người dân. Rõ ràng, có nhiều quan điểm và lợi ích khác nhau liên quan đến các vấn đề đang được thảo luận. Tuy nhiên, chúng tôi đã có thể tìm thấy điểm chung trên tất cả những vấn đề đó. Còn Thủ tướng Đức Olaf Scholz thì cho rằng G20 năm nay đã thành công hơn dự đoán. Về tổng thể, đối với tôi, đây là một hội nghị thượng đỉnh rất thành công với kết quả tốt, đi xa hơn những gì nhiều người đã lo ngại trước đó. Vẫn còn những ý kiến khác nhau về mức độ đề cập của tuyên bố chung trong một số vấn đề, nhưng đại diện nước chủ nhà Ấn Độ cho rằng, thực tế trong thời điểm khó khăn và chia rẽ này, việc các quốc gia đồng ý với một thông điệp chung về hòa bình, phát triển, hội nhập, thịnh vượng và bền vững đã là một thành tựu to lớn của hội nghị này. Hội nghị G20 lần này đã đạt được một kết quả nổi bật khác về việc mở rộng quy mô cũng như tăng cường gắn kết thế giới khi chính thức trao tư cách thành viên thường trực cho Liên minh châu Phi AU. Trước đó, Nam Phi là thành viên duy nhất từ châu Phi. Việc kết nạp AU, khu vực với 55 nước thành viên, dân số khoảng 1,4 tỷ người và có GDP 3.000 tỷ đô la Mỹ sẽ giúp G20 mạnh mẽ hơn và cũng giúp châu Phi có tiếng nói trọng lượng hơn đối với các vấn đề toàn cầu.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố quyết định trao cho Liên minh châu Phi tư cách thành viên thường trực của G20. Trước đó, hồi tháng 6, Thủ tướng Modi đã viết thư cho các nhà lãnh đạo G20 đề xuất trao quyền thành viên cho AU tại hội nghị lần này. Vai trò chủ tịch G20 của Ấn Độ đã trở thành một biểu tượng của sự hòa nhập cả trong nước và xa hơn, đại diện cho tinh thần đoàn kết. Chủ tịch Ủy ban AU Moussa Faki Mahamat hoan nghênh việc tham gia G20 và cho rằng quyết định này mang lại một khuôn khổ thuận lợi để AU đóng góp hiệu quả hơn nhằm giúp thế giới giải quyết các thách thức chung. Vincent Mawenya, người phát ngôn của Tổng thống Nam Phi cũng cho rằng đây là một bước quan trọng hướng tới cải cách toàn cầu. Việc đưa lục địa châu Phi vào các diễn đàn và quy trình như vậy là một bước phát triển quan trọng, và chúng tôi coi đây là một bước quan trọng báo hiệu nhiều tiến trình cải cách hơn mà chúng tôi muốn thấy đối với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đối với các tổ chức tài chính đa phương toàn cầu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho rằng EU ủng hộ quyết định này của G20. Tôi rất vui mừng khi Liên minh châu Phi được cấp quyền thành viên đầy đủ trong G20. EU là khối ủng hộ kiên định cho sáng kiến này và tôi rất vui vì đã ủng hộ nó ngay từ đầu. G20 hiện gồm 19 quốc gia và Liên minh châu Âu đại diện cho khoảng 85% GDP, hơn 75% thương mại toàn cầu và khoảng 2/3 dân số thế giới. Nhờ có sự ủng hộ rộng rãi đối với việc kết nạp AU vào G20, Liên minh châu Phi là khối khu vực thứ hai trở thành thành viên thường trực sau Liên minh châu Âu. Hội nghị G20 năm nay cũng mời 9 nước không phải thành viên, bao gồm Bangladesh, Singapore, Tây Ban Nha và Nigeria, cùng với các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế tham dự hội nghị. Những động thái trên cho thấy Ấn Độ với thế mạnh có mối quan hệ lâu dài với các quốc gia đang phát triển và gần đây đã nhanh chóng tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia phương Tây, đang nỗ lực mở rộng phạm vi chương trình nghị sự của G20 nhằm đưa tiếng nói của khu vực Nam Bán Cầu trở thành trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh năm nay và việc bổ sung AU ngay từ đầu thể hiện quyết tâm mạnh mẽ đó. Bên cạnh những nội dung về toàn cầu hóa, cải cách cơ cấu nợ quốc tế, cải thiện an ninh lương thực, năng lượng, thì chống biến đổi khí hậu cũng là một nội dung quan trọng của hội nghị thượng đỉnh G20 lần này. Ấn Độ đưa nội dung này vào chương trình nghị sự trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều hơn những hiện tượng thời tiết bất thường, gây hậu quả nghiêm trọng. Hội nghị sẽ là cơ hội để các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới tìm kiếm các giải pháp ứng phó với những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. Tại hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đề nghị 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới cần truyền đi thông điệp mạnh mẽ về chống khủng hoảng khí hậu. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, các nhà lãnh đạo G20 có khả năng chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu đang ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, kêu gọi họ định hình lại các quy tắc tài chính toàn cầu mà ông mô tả là đã lỗi thời và không công bằng. Chúng ta không có thời gian để lãng phí. Những thách thức vẫn còn chồng chất. Cuộc khủng hoảng khí hậu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, nhưng phản ứng chung lại thiếu tham vọng, uy tín và tính cấp bách. Ông Guterres cho rằng các nước G20 chịu trách nhiệm về 80% lượng khí thải toàn cầu. Vì vậy, G20 phải đi đầu trong việc duy trì thỏa thuận hạn chế khả năng nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5 độ C vào năm 2030. Ông Guterres nhấn mạnh các nước có mức phát thải lớn cần nỗ lực nhiều hơn để cắt giảm khí thải, và các nước giàu phải đáp ứng những cam kết tài chính về khí hậu. Đồng thời, Tổng thư ký Guterres kêu gọi các nước G20 cần đình chỉ những hoạt động liên quan đến cấp phép và tài trợ các dự án mới của chính phủ có sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Hiện nay còn rất nhiều điểm nghẽn trong nỗ lực toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có các vấn đề như hạn chế khí thải, tăng quy mô nhiên liệu tái tạo, giảm dần nhiên liệu hóa thạch và tăng tài trợ cho các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, việc tài trợ cho khí hậu còn gặp không ít khó khăn. Cho đến năm 2030, cần phải chi thêm khoảng 500 tỷ đô la Mỹ ở các nước thu nhập thấp và 2,1 nghìn tỷ đô la Mỹ ở các nền kinh tế thị trường mới nổi để đáp ứng tất cả các mục tiêu phát triển bền vững. Các chuyên gia cho biết, tài trợ cho khí hậu cần phải được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu của thế giới nhằm hạn chế hiện tượng nóng lên toàn cầu và cần có nỗ lực chung từ cả phía chính phủ và khu vực tư nhân. Chính phủ có thể hợp tác đầu tư với khu vực tư nhân. Chính phủ có thể chịu lỗ trước. Có những cơ chế khác với các khoản vay lãi suất thấp có thể được trợ cấp. Chính phủ cần phải là đối tác, nhưng khu vực tư nhân cũng cần phải đẩy mạnh và tham gia một cách trung thực với chính phủ.
Tại hội nghị G20, các nhà lãnh đạo thế giới đã đạt được thống nhất về các hành động chính sách quan trọng và thể hiện rằng họ có ý chí thực hiện những chính sách đó. Trong phiên họp này đã có một thỏa thuận chung nhằm thực hiện các cam kết được đưa ra tại Paris và tại các hội nghị thượng đỉnh quốc tế khác nhau, đồng thời tiếp tục đạt được tiến bộ nhằm đạt được mục tiêu của chúng tôi về hành động vì khí hậu. Các thành viên G20 đã cam kết nỗ lực tạo điều kiện tài chính chi phí thấp cho các nước đang phát triển để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang lượng khí thải carbon thấp. Liên quan đến vấn đề cải cách cơ cấu nợ, nhiều quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình, bao gồm các nước láng giềng của Ấn Độ như Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka, đang vật lộn với vấn đề nợ nần, vốn trở nên trầm trọng hơn do tác động của dịch COVID-19 cũng như các hình thái thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt. New Delhi kỳ vọng thông qua G20 thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ của các nền kinh tế lớn cũng như các ngân hàng phát triển đa phương và chủ nợ tư nhân trong việc giảm, giãn nợ cho các nước gặp khó khăn. Vấn đề giãn nợ được đánh giá là sẽ có tác động trực tiếp đến nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Đối với các nước đang chật vật vì nợ nần, việc được giảm nợ, giãn nợ là cách tốt nhất giúp họ phân bổ nguồn lực thực hiện chính sách phát triển kinh tế thân thiện với môi trường cũng như củng cố an ninh năng lượng và lương thực. Thông qua những nỗ lực của Ấn Độ trong việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 lần này, từ việc đảm bảo an ninh nghiêm ngặt cho hội nghị đến việc kết nạp thành viên mới và đạt được tuyên bố chung, đã cho thấy quyết tâm của Ấn Độ trong việc phát huy vai trò nhà điều phối với các đối tác để hạn chế tối đa bất đồng, tranh thủ đồng thuận trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, kết nối hài hòa giữa các quốc gia Bắc bán cầu và Nam bán cầu vì sự phục hồi, phát triển bền vững, ổn định và an ninh toàn cầu. Thành công của hội nghị cũng góp phần nâng cao vị thế và tầm vóc của Ấn Độ, quốc gia đang được coi là điểm sáng về kinh tế trên thế giới. Quý vị thân mến, bản tin nhìn ra thế giới của chúng tôi hôm nay xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày mai.